giá tiêu thế giới hôm nay 22 tháng 5. Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, IPC, thời điểm rạng sáng nay, giờ Việt Nam, giá tiêu Indonesia không đổi so với ngày hôm qua, giá tiêu Brazil đi ngang so với hôm qua, trong khi đó, Malaysia tiếp tục chững giá. Giá tiêu Việt Nam không thay đổi mức giá. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung, Indonesia, hôm nay vẫn giao dịch ở mức 4.934 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng, Indonesia, giao dịch ở mức 6.488 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 hôm nay ở mức 5.000 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen Malaysia ASTA vẫn duy trì ở mức 4.900 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu các loại Việt Nam niêm yết hôm nay chững lại. Trong đó, Giá tiêu đen Việt Nam loại 500G1L hôm nay được giao dịch ở mức 4.600 đô la Mỹ một tấn, với loại 550G1L giao dịch ở mức 4.700 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 6.600 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu các loại trên sàn Kochi, Ấn Độ, hôm nay tiếp đà tăng mạnh so với hôm qua. Trong đó, loại gác bờ giao dịch khớp ở mức 59.800 rupee, 100 kg loại Unga ở mức 57.800 rupee, 100 kg. Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Gia Vị Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 4 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 83.067 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 73.555 tấn, tiêu trắng đạt 9.512 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đạt 352 triệu đô la Mỹ, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 19,4% tuy nhiên kim ngạch lại tăng 10,3%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 4 tháng đạt 4.065 đô la Mỹ một tấn, tiêu trắng đạt 5.678 đô la Mỹ một tấn, tăng lần lượt 19,4% đối với tiêu đen và 14,5% đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tăng mạnh từ 2.000-5.000 đồng 1 kg. Theo đó, Giá tiêu đắt lắc được thu mua ở mức 113.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng 1 kg so với giá ngày hôm qua. Giá tiêu chư xê, Gia Lai hiện ở mức 113.000 đồng 1 kg tăng 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu đắt nông hôm nay ghi nhận mức tăng 2.000 đồng 1 kg, lên mức giá 113.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay cũng tăng mạnh. Theo đó, tại khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu tăng tới 5.000 đồng 1 kg, lên mức 116.000 đồng 1 kg và khu vực Bình Phước lên mức 114.000 đồng 1 kg, tăng 3.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Như vậy, giá tiêu trong ngày hôm nay ghi nhận tăng mạnh sau nhiều ngày liên tiếp chứng giá, lên mốc cao nhất 116.000 đồng 1 kg ghi nhận tại khu vực trồng hồ tiêu ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ đầu tháng 5 năm 2024, Giá tiêu nội địa đang tăng 13.000 đồng một kg. Giá hạt tiêu tăng cao là điều đáng mừng cho nông dân để bù lại cho những năm giá xuống quá thấp 2019 và 2020. Năm nay, ngoài giá cà phê liên tục tăng cao thì giá hồ tiêu cũng đang trên đà tăng, đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, giúp người dân có thêm lợi nhuận và lấy lại niềm tin đối với loại nông sản từng được ví như vàng đen của nông dân.